Ngân Cao Home xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu sản phẩm máy đánh trứng cầm tay mini kiêm xay thịt rất là đa năng tiện lợi. Thịt xay khá là nhuyễn đấy các bạn, cực nhuyễn. Mình thấy nếu mà đủ các bạn xem, đây là combo kết quả này, đây là kết quả vừa đánh trứng xong nhá, thực sự là quá hoàn hảo luôn, không chê vào đâu được. Đây là thịt vừa mới xay xong. Sản phẩm rất là nhỏ nhưng mà lại có võ luôn.